Thưa quý vị, Thiên Mai cùng với nhóm bạn thân ở Sài Gòn ra đây cùng chúc mừng sinh nhật rất là dễ thương của búp bê Thanh Thảo. Và đạo diễn Trần Vi Mỹ thì xin thay mặt trai trẻ thủ đô tặng cho Thanh Thảo một bó hoa tình yêu. Xin mời Thanh Thảo lên sân khấu. Thảo ơi, xin phép quý vị cho mình nói câu chúc mừng em. Mong rằng là em hạnh phúc và em đạt được những điều em muốn. Anh hy vọng là bó hoa này làm em vui. Mạnh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thảo thật sự rất là hạnh phúc, rất là vui. Vui vì những người bạn của mình đã cho mình một sinh nhật thật là ý nghĩa. Và vui hơn nữa, đó là sự có mặt của tất cả quý vị chung vui trong đêm sinh nhật của Thanh Thảo ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị ơi sẽ cùng vui với Thanh Thảo và cùng yêu thương Thanh Thảo mãi mãi nha. Chúng không nhà một người thật. Ta mang bao tội lỗi về với ta đôi còn chi. Sự thay chân xa kia đó đến. Anh Trương và tất cả ekip đã giúp cho Thanh Thảo thực hiện nhóm IT cũng đến từ Sài Gòn đã đến chung với Thanh Thảo. DJ nữa, mọi người nhảy tiếp với DJ mới sáng nha. Vừa ủng hộ thần tượng của mình mà vừa đi làm tóc cho búp bê luôn. Hôm nay là sinh nhật chị Thảo, Mi Trần xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chị Thảo. Chúc chị thêm một tuổi mới ngày càng xinh đẹp hơn và ngày càng hạnh phúc hơn. Đặc biệt là trong năm nay chị sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong lĩnh vực âm nhạc và cả trong đời sống nữa. Đây là một ngày rất là vui, không những bản thân Quang Dũng mà tất cả những người bạn bay từ Sài Gòn ra Hà Nội và tất cả những người bạn thân thiết ở Hà Nội có được một cái đêm chúc mừng sinh nhật Thanh Thảo quá vui, quá tuyệt vời. Một cái không gian mà đã được đạo diễn Trần Vi Mỹ set up. Phải nói là khi mọi người đến đây dành một tất cả đều bất ngờ, âm thanh, ánh sáng, ban nhạc và cả một ekip dành cho một ngày đặc biệt của Thanh Thảo. Quang Dũng nghĩ rằng là trong đêm hôm nay Thanh Thảo là người rất là hạnh phúc. Bản thân Quang Dũng cũng rất vui, cũng như là khi cùng khi cùng mà hát lại những bài hát mà mà trước đây Quang Dũng cùng Thanh Thảo đã trình bày và một đêm nhạc quá tuyệt vời. Dạ sao nữa? Dạ, áo vest tím đâu anh?
Nóng quá. Chúc đi. Hôm nay là birthday của Thanh Thảo Búp Bê. Mà Thanh Thảo Búp Bê là cái gì của Hàng Hải Tú có biết không? Đây nè, Thanh Thảo Búp Bê là đây. Và đây là ông xã của tôi là bà xã của ông xã tôi. Đó, happy birthday. Happy birthday. Rồi sao nữa? Hết rồi, happy birthday rồi. Bây giờ thì Dạ Vũ Tím đã kết thúc thành công tốt đẹp. Mà không phải thành công. Dạ, quá thành công, anh Dũng anh nhắc lời. Quá thành công và thành công quá tốt đẹp. Cho nên là hiện nay mọi người đang vui quá, mọi người đang rất là hí hửng. Đã bị hớn. Mà câu này là phải lia máy hết. Đó. Đưa qua qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Đây là những người bạn bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Mà một cái công trình bay từ mấy giờ sáng thế? À, 7:40 sáng. 7:40 sáng. Mà 1 giờ mới được bay. Bị delay một số tiếng đáng kể đó. Cũng khiếp không? Để nói đây là một công trình đó. 7:40 sáng bay mà 4 giờ chiều mới tới được không? Mà mai nó không chịu, đùng đùng có nào đi về, tôi nâng thị tôi lại mẹ con lòng. Lại mẹ con lại. Không lại. Nhưng mà vấn đề là bà Hiền Mai bà muốn ăn vàng quá chịu không có nổi. Anh đại vô đây. Vô đây. Tối nay là say tới mọi người tỉnh. Đại đại. Anh có chơi cái thuốc. Rồi, say mặt lại, quay hình. Như là nói đến gì? 1, 2, 3 nhảy vô khung hình như vậy chứ. Rồi. 1, 2, 3 Vô. Chúc một lời chúc cho chị Búp Bê đi. Chúc sinh nhật Thảo ha. Sinh nhật năm nay của Thảo rất đặc biệt vì là 5 tuổi đúng không? Thì chúc Thảo luôn luôn cuộc sống thì có thể sẽ có nhiều khó khăn đến. Tại vì càng khó khăn thì làm cho người ta càng mạnh mẽ hơn, làm được nhiều việc lớn hơn, làm việc lớn lúc nào cũng khó hết. Thì chúc Thảo luôn luôn mạnh mẽ, tinh thần luôn luôn vững mạnh, phấn chấn để mà thành công, càng ngày càng thành công nhiều hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa, thành đạt hơn nữa. Vô cùng may mắn, thật nhiều may mắn đến với Thanh Thảo. Hãy cứ cố gắng với đôi chân đứng vững, bao nhiêu đau thương cho lùi vào dĩ vãng. Hãy dù nước mắt cứ đứng lên sau mỗi lần gục ngã. Hãy cứ sống với những gì mình đã muốn, quên đi đau thương sau một lần vấp ngã. Chiến thắng sẽ đến với những ai không từ bỏ mơ ước. Mãi là chính mình.